xin chào tất cả mọi người. Thì Lực đang tiếp tục cập nhật thông tin nóng xoay quanh câu chuyện của chủ biệt thự bị sát hại ở quận Bình Tân. Thì cái thông tin ngày hôm nay mà Lực đang vừa mới cập nhật được đó là cái động cơ gây án của cái hung thủ này. Thì được biết vào ngày hôm qua là sáng sớm vào lúc 6:30 thì hung thủ đã mặc áo Grab và tấn công ông chủ biệt thự với gần 20 nhát dao ở trên người. Thì ông chủ biệt thự đã qua đời một cách rất là bất ngờ, làm cho tất cả mọi người đều bàng hoàng và hoảng sợ. Thì đối tượng đã lẩn trốn và sau quá trình điều tra nghiêm ngặt của cơ quan chức năng khám phá hiện trường và trích xuất camera thì đã tóm gọn đối tượng này vào lúc 11:30 trưa cùng ngày tại khu vực Bình Tân đó luôn. Thì đối tượng này là quê ở Hải Phòng, sinh năm 1987, cũng thuê cái căn chung cư hay là cái nhà hàng gì ở đó để buôn bán làm ăn sinh sống và ở rất gần nhà của ông chủ biệt thự này. Thì cái động cơ gây án của cái hung thủ này mà được tàng đọc thì cảm thấy nó quá bình thường, mà nó đã xảy ra một cái trường hợp nó xuống tay dã man với lại cái ông chủ biệt thự này. Thì chúng ta biết được rằng là cái tình tiết rất manh động của cái hung thủ này nha cô dì chú bác. Thì sau khi đối tượng gây án xong là đối tượng về nhà ở gần khu vực đó tắm rửa sạch sẽ rồi cùng gọi như là sinh hoạt như bình thường. Và với cái nghiệp vụ chức năng giỏi giang của bên phía cơ quan công an thì họ đã ập vào nhà nghi phạm này và bắt tại chỗ khi nghi phạm đang ở nhà nha mọi người. Đấy, thì thông tin mà ngày hôm nay là chúng ta đang rất quan tâm là liệu chừng lý do vì sao có gây hấn thù hằn gì với lại cái hung thủ này hay không mà ông chủ biệt thự là bị sát hại dã man đến mức độ như vậy. Thì ở đây chúng ta đã nắm bắt rõ nguyên nhân. Đầu tiên bước đầu cơ quan công an đã nhận định và đã lấy lời khai của hung thủ này, đã biết được là cái nguyên do mà đối hung thủ này gây án, tức là vì chỉ là những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt ở trong đời sống sinh hoạt bình thường thôi. Nghi phạm này cũng ở gần đó và cũng thường xuyên đi tập thể dục vào lúc sáng sớm, thường xuyên gặp ông V, ông chủ biệt thự đó mọi người. Thì vào một cái ngày gần đây nhất là ông chủ biệt thự này đã quét rác thì vô tình quét trúng người của cái hung thủ này, cho nên hung thủ này đã bực tức và không nhận được lời xin lỗi của ông chủ biệt thự. Rồi những ngày sau đó thì cái hung thủ này vẫn chạy thể dục và gặp ông V. Thì ông V nhìn với ánh mắt gọi như là được cho là lời khai của hung thủ nói rằng là ánh mắt khinh bỉ này nọ, cho nên rằng là hung thủ đã quyết tâm lên phương án để sát hại, nói rằng là ông chủ biệt thự khinh mình nghèo với lại này nọ, rồi khinh bỉ hung thủ, cho nên là hung thủ đã xuống tay. Đây là mọi người nhìn thấy tình tiết mà Lực Tàng kể đến đây thì mọi người thấy đây là một cái mâu thuẫn rất là nhỏ nhặt mà đối thủ hung thủ này nó đã xuống tay gọi như là không thương tiếc, đâm rất là nhiều nhát vào người của nạn nhân và lên phương án kế hoạch từ trước đó rất là ghê rợn, đúng không cô dì chú bác? Thì cái thông tin như thế nào thì Lực Tàng sẽ đọc để cung cấp cho cô dì chú bác. Đây là thông tin mới nhất từ phía lực lượng cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Bình Tân đã cung cấp cho báo chí và báo chí đã đưa lên. Lực Tàng xin phép đọc để cho cô dì chú bác nắm bắt. Lời khai của đối tượng đâm chết chủ căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, phải nói đến là rùng mình nha cô dì chú bác. Phạm Ngọc Việt khai do chạy bộ qua nhà ông V, bị ông này quét rác trúng người nhưng không xin lỗi và nhiều lần nhìn Việt bằng ánh mắt khinh thường. Vì thế Việt nảy sinh ý định sát hại ông V nên chuẩn bị dao để gây án. Liên quan đến vụ bắt đối tượng đâm chết chủ căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin ngày 25 tháng 6, nguồn tin của phóng viên cho hay công an quận Bình Tân và phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ động cơ gây án của nghi phạm Phạm Ngọc Việt, sinh năm 1987, ngụ thành phố Hải Phòng, trú tại quận Bình Tân. Tại cơ quan công an, nghi phạm Việt khai nhận thuê căn nhà ở cách nhà ông PVV, sinh năm 1964, ngụ quận Bình Tân, cách có vài trăm mét để kinh doanh. Thường ngày, Việt hay chạy thể dục buổi sáng và thường gặp ông V. Trong một lần tập thể dục, Việt chạy ngang qua nhà ông V thì ông này vô tình quét rác trúng người của Việt và không xin lỗi Việt. Sau đó, ông V nhiều lần nhìn Việt, tức là nghi phạm chạy bộ tập thể dục tại khu vực này. Việt nghĩ ông V khinh mình nghèo, vì vậy đã nảy sinh ý định sát hại ông V. Sau đó, Việt chuẩn bị quần áo, ba lô, dao để gây án. Sáng ngày 24 tháng 6, Việt mặc áo Grab mang theo dao đi tới căn biệt thự của ông V ở đường 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Lúc này, ông V đang quét rác ở sân. Bên hông khuôn viên căn biệt thự thì Việt đi lại.
Ông B chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Việt rút dao đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân kêu lên vài tiếng rồi nằm gục xuống. Gây án xong, Việt tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình này, Việt vứt dao áo Grab xuống kênh rồi quay về nhà sinh hoạt như bình thường. Bằng nghiệp vụ, chiều cùng ngày, phòng BC02 cùng công an quận Bình Tân đã bắt giữ Việt tại căn nhà của đối tượng. Khi đưa đối tượng về trụ sở, Việt cho rằng công an bắt nhầm mình vì không chịu khai báo gì. Sau gần 6 giờ đấu tranh, Việt mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thì mọi người có thể thấy là nó gây án xong là nó vứt dao với lại vứt áo Grab xuống kênh gần đó, rồi nó về nó sinh hoạt bình thường, rồi cuối cùng là bên phía cơ quan công an ập vào để bắt nó, và nó còn có cái rồi vậy như là chối tội nha cô dì các bác. Nó không khai trong suốt quá trình 6 tiếng đồng hồ, và cuối cùng thì bằng các biện pháp nghiệp vụ giỏi giang của bên phía cơ quan công an thì họ đã trấn an và họ đã lấy được lời khai của hung thủ. Thì hung thủ đã khai ra toàn bộ sự việc như trên. Mọi người thấy đây là một cái sự việc rất là đơn giản, và tính mạng của một con người đã bị tước đi một cách quá là đơn giản, đúng không cô dì các bác? Thì cô dì các bác thấy là cái thằng này là nó manh động đến mức độ như thế nào, chỉ có nhìn nó bằng cái ánh mắt không chào hỏi thôi, rồi gọi như là lỡ không may quét trúng rác vào người nó, không xin lỗi nó, tức là nó thù hằn, nó đã ấp ủ ở trong người nó nghĩ rằng là ông chủ biệt thự này giàu có, khinh thường khinh mỉ nó, cho nên nó đã xuống tay một cách dã man như vậy. Thì mọi người thấy rất là nguy hiểm. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể thấy đường thì nhà thì ở sát nhau, và ra vào thì thường xuyên là gặp nhau, nhưng không bao giờ có cái chuyện chào hỏi, tại vì không quen biết, cách nhau một bờ tường là không biết nhau rồi. Thì ở đây cái nghi phạm này là đang có giữ một cái thói cổ hủ, khi mà thấy người khác giàu thì lại có cái dấu hiệu ganh ăn tức ở, rồi cảm thấy là người ta khinh bỉ mình này nọ, cho nên là đối tượng đã ấp ủ cái sự việc để sát hại ông này như vậy. Thì chắc chắn rằng là đối tượng này với cái tình tiết gây án cũng như là sự việc dã man tàn bạo như vậy, thì bên phía lực lượng cơ quan công an sẽ tử hình thằng này, là cái chắc thằng này sẽ đối diện với mức án tử hình nha cô dì chú bác, không thể trật được, tại vì nó xuống tay nó quá dã man, đến gần 20 nhát dao đâm vào người của ông chủ biệt thự, rồi với những tình tiết là đơn giản, rồi có thể rằng là chối tội này nọ, thì chắc chắn rằng là thằng này là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và sẽ bị xử tử hình trong thời gian sắp tới nha cô dì chú bác. Đó thì lực tàng đang rất mong chờ để những cái thông tin lý do vì sao ông chủ biệt thự này là bị sát hại. Có rất là nhiều người nói rằng là thằng này tính ăn trộm ăn cướp, hay là thằng này bị ngáo đá, thằng này bị tâm thần, thằng này bị này nọ, nhưng nó hoàn toàn bình thường như có gì các bác. Chỉ vì một cái xích mích, chỉ vì một cái mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nó đã xuống tay dã man thôi, chứ không có vấn đề thần kinh hay tâm thần hay ăn trộm ăn cướp gì cả. Mà đối tượng thì rất là gần nhà của ông chủ biệt thự này, nó đã nhìn tiếp xúc với ông chủ biệt thự này rất là nhiều lần, vì chỉ vì là nghĩ trong đầu là mình nghèo bị khinh thường, rồi không chào hỏi nhau, rồi quét rác vô người nhau đơn giản như vậy thôi là nó xuống tay. Thì mọi người thấy nó man rợ và manh động không ạ? Đó là cái thông tin chủ chốt chính ngày hôm nay trong cái bản tin trưa nhanh mà lực tàng cập nhật thì gửi tới cô dì chú bác. Cô dì chú bác theo dõi nhớ like, ấn vào nút đăng ký chia sẻ clip nhất lực tàng nha. Có những thông tin gì mới lực tàng tiếp tục cập nhật nhanh kịp thời để gửi tới cô dì chú bác, để cô dì chú bác nắm bắt. Cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.